Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin giờ chót ngày 6 tháng 5 năm 2024. Ngay sau đây, trân trọng kính mời toàn thể quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Đội trưởng Arsenal tự tin hạ MU. Trả lời phỏng vấn với The Mail, tiền vệ Martin Odegaard của Arsenal đã khích lệ các đồng đội trước chuyến hành quân tới Old Trafford của Manchester United. Pháo thủ hiện vẫn đang trong cuộc đua vô địch Premier League với Manchester City. Sau 36 trận đá đấu thì pháo thủ hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 83 điểm, hơn Manchester City 1 điểm nhưng tạm thời thi đấu nhiều hơn đối thủ một trận. Muốn lên ngôi vương ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh sau 20 năm chờ đợi, đoàn quân của Arteta phải thắng 2 trận đấu còn lại, đồng thời trông chờ Manchester City sẩy chân. Trong hai đối thủ còn lại của Arsenal, Man United rõ ràng là đội bóng khó chịu hơn, với trong hai lần gần nhất hành quân tới Old Trafford, câu lạc bộ Bắc London luôn phải nhận những thất bại. Tuy nhiên, với đội trưởng Martin Odegaard của pháo thủ, những trận thua luôn là động lực để đội chủ sân Emirates giành 3 điểm cuối tuần này. Chúng tôi đã nghe về những chiến thắng hiển hách của Arsenal tại Old Trafford. Chúng tôi muốn đem niềm vui đến với người hâm mộ. Toàn đội cần tập trung để tiếp tục gây áp lực lên Manchester City. Do đó, mục tiêu khi hành quân tới Old Trafford không gì khác ngoài một thắng lợi. Ở trận lượt đi mùa giải này, Arsenal đã đánh bại Quỷ Đỏ với tỷ số 3-1 trên sân nhà. Nhưng sau trận, huấn luyện viên Erik ten Hag bên phía đội khách đã liên tục phàn nàn khi cho rằng trọng tài đã sự ép đội của mình. Còn Martin Odegaard lại đáp trả ý kiến từ nhà cầm quân người Hà Lan như sau: "Tôi không nghĩ như vậy đâu. Những gì mà ten Hag nói có thể trở thành động lực cho chúng tôi đấy. Toàn đội hiểu mục tiêu trước mắt và chúng tôi sẽ chiến đấu vì điều đó." Sao Tottenham cãi nhau ngay trên sân? Daily Mail đã chia sẻ hình ảnh nảy lửa giữa hai cầu thủ Tottenham Hotspur khi bị Liverpool dẫn bàn. Gà trống đã tiếp tục phong độ tệ hại của mình trong hiệp 1 tại Anfield khi mà Salah mở tỷ số bằng một cú đánh đầu ở phút thứ 16. Aaron Robertson sau đó đệm bóng ở cự ly gần để nhận đôi cách biệt cho Liverpool ngay trước giờ nghỉ. Trận đấu đã trở nên tồi tệ hơn với Tottenham khi mà hai cầu thủ của chính họ là Christian Romero và Emerson Royal đã xảy ra tranh cãi ở giữa sân cho lúc cả hai cầu thủ tiến vào đường hầm trong hiệp 1. Thủ môn Vicario đã nhanh chóng lao ra khỏi vòng cấm để tách hai hậu vệ đang Innova cực kỳ máu với nhau. Vận động viên Roy Keane của Sky Sport khẳng định vụ việc là một dấu hiệu tích cực cho Tottenham nhưng kêu gọi cả hai cầu thủ cần phải phòng ngự tốt hơn. "Tôi thì thường không bận tâm đến kiểu hành vi đó bởi vì nó có nghĩa là bạn đang quan tâm đến trận đấu, nhưng họ nên thể hiện sự quyết liệt đó trong phòng ngự. Spurs đã chơi rất kém. Tôi không quan tâm hình ảnh mâu thuẫn đó đâu, nhưng bạn phải mang sự quyết liệt đó vào lối chơi chung của toàn đội, điều mà chúng tôi chưa thấy được ở Spurs." Son vẫn lạc quan phơi phới ở Tottenham. Dù đội nhà liên tục để thất bại, nhưng tiền đạo Son Heung-min, đội trưởng của gà trống, vẫn thể hiện sự lạc quan khi tiếp xúc với báo giới. Cụ thể, khi được hỏi về cảm xúc của mình sau thất bại 2-4 của Tottenham trước đội chủ nhà Liverpool tại Anfield, ngôi sao người Hàn Quốc đã chia sẻ: "Trong giai đoạn đầu mùa, câu lạc bộ Tottenham đã chơi tốt và mọi người đều vui vẻ, không có áp lực. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Giờ là thời điểm rất khó khăn, vì vậy toàn đội cần phải mạnh mẽ và đoàn kết lại. Mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng thôi. Mặc dù thất vọng với những kết quả gần đây, nhưng mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Đừng quên rằng đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của huấn luyện viên Postecoglou tại Tottenham và Premier League. Mọi người đều muốn chơi ở Champions League. Còn 3 trận đấu nữa và chúng tôi phải nhanh chóng đứng dậy, giữ vững niềm tin và cống hiến hết mình." Trước khi nhận thất bại 2-4 trước Liverpool, thầy trò huấn luyện viên Postecoglou đã lần lượt phải phất cờ trắng trước những đối thủ là Newcastle, Arsenal và Chelsea ở những vòng đấu trước đó. Song đây cũng là những trận thua có thể thông cảm được khi mà những đối thủ của họ được đánh giá là cao hơn so với gà trống ở thời điểm hiện tại. Sắp tới, Son Heung-min và các đội sẽ gặp Burnley ở vòng 37, Sheffield United ở vòng 38, xen giữa là trận đá bù vòng 34 gặp đương kim vô địch Manchester City. Sau 4 trận thua liên tiếp, cơ hội giành vị trí trong top 4 để dự Champions League mùa giải đã không còn quá nhiều với Spurs, song họ vẫn cần chơi tốt ở các trận đấu còn lại nhằm có vé dự Europa League chẳng hạn. Ten Hag kêu thấu trời xanh vì MU chấn thương. Chứng kiến tình cảnh chấn thương của Manchester tốt mùa giải này, huấn luyện viên Erik ten Hag còn ngán ngẩm cho rằng 10 năm nữa ông cũng không phải dẫn dắt đội bóng nào với tình cảnh tương tự. Harry Maguire là trường hợp chấn thương mới nhất của Manchester tốt vào lúc này. Hậu vệ người Anh sẽ phải ngồi ngoài cho khoảng 3 tuần tới. Từ giờ tới cuối mùa, Man United sẽ ra sân mà không có trung vệ lẫn hậu vệ trái nào đúng nghĩa. Chấn thương vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối của Manchester United ở hai mùa giải gần nhất. Đặc biệt là ở mùa giải hôm nay, Manchester United liên tục phải đối diện với chấn thương của dàn trụ cột. Huấn luyện viên Erik ten Hag không giấu nổi sự thất vọng, chia sẻ trước trận gặp Crystal Palace. Ông nói rằng: "Tôi đã làm huấn luyện viên hơn 10 năm rồi và tôi chưa bao giờ phải dẫn dắt đội bóng nào chấn thương nhiều như Manchester United lúc này. Có quá nhiều những vấn đề với cầu thủ của tôi. Thậm chí hôm nay tôi còn không có cầu thủ nào ở vị trí trung vệ hay hậu vệ trái đúng nghĩa. Như Luke Shaw, cậu mới chỉ đá 15 trận từ đầu mùa, còn Malaysia thậm chí không thể thi đấu.
Tất nhiên tôi đã trao đổi với ban luyện để mang về thêm những cầu thủ. Tôi muốn cải thiện đội, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cầu thủ hiện tại phải trở lại sau chấn thương. Tôi muốn đội bóng có thể mang về những cầu thủ với đúng tinh thần quyết thắng, những cái tên với phẩm chất tốt và có thể thi đấu giữa áp lực. Huấn luyện viên nào thì cũng mong muốn như vậy thôi. Huấn luyện viên đến từ Hà Lan cũng cam kết gắn bó với Man United bất chấp tin đồn gia nhập Bayern. Tuy vậy, chiếc ghế của Erik ten Hag có còn vững vàng sau mùa này hay không thì lại là một vấn đề rất khác, bởi điều này sẽ được quyết định bởi tỷ phú Sir Jim và nhóm tư vấn cho ông. Mbappe chốt kèo với Usain Bolt. Kylian Mbappe đã đồng ý thách đấu chạy nước rút 100m với huyền thoại Olympic Usain Bolt, ngôi sao của Paris Saint-Germain, thậm chí tự nhận mình không có cơ hội đánh bại ông Hoàng Điền Kinh người Jamaica. Huyền thoại Điền Kinh Usain Bolt, người đã giành 8 huy chương vàng Olympic gần đây, đã gợi ý rằng nhà vô địch Mbappe nên sắp xếp để có thể đối đầu với mình trong một cuộc đua từ thiện. Usain Bolt cũng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tuyển thủ Pháp, người dự kiến sẽ rời Paris Saint-Germain để sang Real Madrid vào mùa này. Mbappe đã đáp lại những tuyên bố bằng khẩu hiệu tại sự kiện chế độ chiến thắng do Inspired by KM và Nike tổ chức. Thật tuyệt vời khi biết rằng tôi được truyền cảm hứng cho một người như vậy. Tôi nghĩ rằng anh ấy cũng đã truyền cảm hứng cho người khác và mọi người trong căn phòng đã thức dậy vào nửa đêm để xem một trận cuộc đua của anh ấy. Và phải nói rằng tôi bắt đầu ngưỡng mộ anh ấy trước. Đáp lại lời thách đấu chạy 100m của Usain Bolt với việc huyền thoại người Jamaica cho rằng chắc chắn sẽ thua, tiền đạo 25 tuổi đã nói thêm: "Tôi thì không có cơ hội, tôi cũng nghĩ như vậy thôi." Huyền thoại người Jamaica vẫn là người giữ kỷ lục thế giới chạy 100m với thời gian là 9,58 giây, trong khi tốc độ về mặt lý thuyết là 10,9 giây. Usain Bolt đã dã từ sự nghiệp vào năm 2017 và cũng từng thử sức với bóng đá khi anh này từng dành thời gian thi đấu cho đội bóng Central Coast Mariners của Australia. Năm nay Usain Bolt đã 37 tuổi nhưng vẫn hy vọng có đủ thể lực và tốc độ để đánh bại Kylian Mbappe nếu họ sẵn sàng cho một cuộc đua từ thiện sắp diễn ra. Tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam xem bóng đá Việt từ 20 năm trước. Chiều ngày 6 tháng 5, tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng và công bố tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Nam, đội tuyển U23 Việt Nam. Có đó thì ông Kim Sang-sik đến từ Hàn Quốc chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong hợp đồng có thời hạn là 2 năm, kèm một vài những điều khoản quan trọng. Thưa quý vị, trong buổi lễ ký kết hợp đồng, khi được hỏi về sự hiểu biết về bóng đá Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã trả lời: 20 năm trước tôi đã quan tâm đến bóng đá Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Điều này thôi thúc tôi tìm hiểu về bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển Việt Nam nói riêng. Với bóng đá Việt Nam, U23 Việt Nam đã có kết quả đáng khích lệ. Bên cạnh một số đội Đông Nam Á cũng chưa ấn tượng. Tôi kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có sự cạnh tranh cao hơn, tinh thần tốt hơn. Tôi muốn họ có thêm sự cạnh tranh cho khu vực để hướng tới châu Á. Qua trải nghiệm của mình, tôi có sự thấu hiểu với các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng cầu thủ Hàn Quốc và Việt Nam có suy nghĩ tương đồng. Tất nhiên, vẫn có những sự khác biệt, nhưng tôi tự tin sẽ đảm nhiệm tốt vai trò và sẽ nỗ lực phối hợp với VFF để xây dựng đội tuyển quốc gia với những cầu thủ có phong độ tốt nhất. Tôi hy vọng sẽ xây dựng được một tập thể đoàn kết để có được thành tích như mong muốn. Theo kế hoạch thì nhiệm vụ đầu tiên đối với huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc đó là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự hai lượt trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, lần lượt đối đầu với Philippines trên sân nhà vào ngày 6 tháng 6 và gặp đội tuyển Iraq trên sân khách vào ngày 11 tháng 6. Đối với đội tuyển U23 Việt Nam, tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik cũng sẽ tạo điều kiện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2025 và tiếp đó là SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2025. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVH Vlogs.